Viết Phú xin mến chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Viết Phú. Thì thời gian qua thì em cũng xin nhắc lại một lần nữa là thời gian qua có một số trường hợp nó giả danh em và một số anh em làm YouTube ở bên Nhật này chuyên nổi cu để lừa các anh chị cô chú ở Việt Nam, chứ không phải là chỉ giả danh một mình em. Nên là đối với kênh của em thì em xin nhắc lại lần nữa là số điện thoại duy nhất là số điện thoại đầu số Nhật Bản cộng 81 và số là 0806817 3970, được link ở trên màn hình cũng như là kênh link Facebook link trên màn hình và ở dưới mô tả video. Nên số điện thoại Facebook, Zalo, kênh YouTube là địa chỉ duy nhất để review đồ đạc ở bên này cho anh chị cô chú để với mục đích bán hàng. Còn những kênh có những cái kênh khác của em thì em chia sẻ về cuộc sống khác, cuộc sống ở bên này thì là kênh khác. Còn đối với bán hàng em tạm thời chỉ bán để trên kênh này duy nhất. Số điện thoại là như em vừa thông tin. Và hôm nay thì em có đến quán đồ cũ thì một số anh chị có yêu cầu là review một số về cái máy ép chậm này, về nồi cơm, rồi bình nước cũ, rồi bếp ga. Thì nhân tiện ở đây thì cũng có một số thôi, nó cũng không quá nhiều nhưng mà cũng đầy đủ mấy cái yêu cầu, thì em sẽ review cho tất cả anh chị cô chú cùng tham khảo. Đầu tiên đối với bếp ga đi, ga thì đây có mấy cái, đây thì có mấy cái như là Paroma này, Rinnai này, bếp thì cũng khá rẻ không đắt lắm. Em sẽ quay một vài cái. Đối với Rinnai thì nó sẽ đắt hơn Paroma nha anh chị. Rinnai thì đối với dòng KGM60CTB này có giá là 1,65 triệu, bao gồm thuế thì đã bao gồm thuế thì tương đương khoảng tầm 3,5 triệu, và vận chuyển một cái bếp ga này thì tương đương khoảng tầm hơn 10 cân, 14-15 cân một 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 cái bếp này, khoảng đấy là khá nặng. Bếp này tất nhiên là các bếp bên này thì có chế độ nướng hết nha quý vị. Kéo cái khay ra thì nó có một cái ngăn nước này, đặt thịt vào chỗ này là rưới nước vào để tránh bị cháy, chỗ này đặt vào để nướng thôi, rất là thuận tiện. Có hai ngăn lửa hai bên, rồi đây là một cái công tắc cho cái chế độ nướng ở đây, rất đơn giản thôi, tăng ga giảm ga như mình thôi. Bên này có pin, các mà khay bỏ pin. Bên các bếp của Nhật thì nó có cái hỗ trợ phần pin này, thế màu trắng sữa là đẹp này. Ở quán thì thường là những con đẹp và giá nó sẽ ra là đắt hơn so với một số hàng ở đấu giá, cũng như là nếu mà tìm được ở bãi thì hàng nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì về chất lượng nó không thể bằng được, và về ngoại hình nó cũng không thể bằng được. Những con đẹp người ta cho vào đấy hết rồi, còn những con bãi người ta về chọc ngoáy rồi sửa chữa này kia thì nó nằm ở bãi. Vậy cái bếp này thì có luôn cả cái lưỡi này để lóc lại thì để nó mình không bấm được đấy, ví dụ có nhà có trẻ con hay là gì đấy thì mình lóc lại thì mình không bấm được, đây mình bấm lên như thế này, còn mà mình lóc lại thì này thì không bấm được. Đây rất là thân thiện tiện dụng. Tiếp theo là một cái của Paloma, cũng con này rất là đắt. Paloma dòng này đắt, nó tất nhiên là cũng đủ các cái chức năng là nướng và nấu thôi, nó cũng không có gì là quá đặc biệt. Nhà con này thì bên trong khá là bẩn, người ta vệ sinh thật kỹ trước khi người ta đi bán. Con này thì Cafiri Paloma mã PN70 BTR 22, tương đương khoảng tầm là 4,6 triệu gì đấy thôi. Con này thì bán 3 tháng và đời sản xuất năm 2017. Andina trên này đời sản xuất 2018. Đấy, đồ cũng khá là đắt. Này thì nó nhìn nó đơn giản hơn là so với thiết kế của cái con lên bên trên, và không đẹp bằng con bên trên theo đánh giá của em. Đấy, tiếp theo số một em Paloma đen, con này to này, con này thì nặng đấy. Ủa sao con này chắc phải hai mấy cân rồi. Đây, cái công tắc của nó thì nó cũng thiết kế khác so với mấy thằng khác, nó là to khẩm hố nặng, và công tác nhìn nó đơn giản hơn, ấn vào thôi chứ không phải là bật tay cách. Cái này thì giống như ở Việt Nam mình, cái này thì nó không được tiện lắm, không được thích lắm.
Toàn bộ con này có giá là 3,5 triệu Việt Nam đồng, 16,500 đời sáng 2016. Màu đen, bụi bặm thì để đây lâu rồi, đắt nên là cũng ít người mua, nó thật vậy. Sang bên cột bên này xuyên xuống đi, cái này là một Paloma cũng 1,1 tương đương 2,3 khá rẻ. Ngăn đeo còn rất đẹp, khá chức năng, nhưng mà cái lẫy gạt như này thì theo cá nhân của em này em không thích cái kiểu lẫy bật như này. Lẫy như này em thích chưa này, nhà em đang dùng loại như này cũng Rina, Rina Paloma không nhớ nữa, Rina thì phải. Đấy, con này 2,3 triệu gì đấy, hàng đã sửa chữa có tem đỏ, hàng đã chắc là tháo ra vận để tháo ra để vệ sinh nhưng mà. Đấy, tiếp theo Paloma IC87BMR, con này 3,5 triệu, 1,6,500, khoảng 3 tháng, không có năm sản xuất, màu này ok, công tắc này ok, rất là thân thiện, con này đang gọn, có vẻ là nhẹ hơn, nhẹ hơn cái con Paloma lúc dưới, vẫn còn giấy tờ đi kèm, rất là mới, con này rất là mới. Tiếp theo phía dưới là con Rinnai, đấy, vẫn còn giấy tờ, và giá 1,2,100, cũng đời 2014, tầm 2,5 triệu. Đấy. Rồi đây là mấy con đắt, để quay mấy con giá rẻ một chút. Đây, ví dụ như con này bảo hành một tháng thì giá nó rẻ hơn. Paloma IC N30BR, con này thì cái ngăn này nó có vẻ là chặt hơn. Nên mà để vị nướng có vẻ chặt hơn, nhưng mà cũng không sao, vì cái vị nướng này thì có thể lật để hai chiều, để chiều nào cũng được, quay lên quay xuống đều ok nhé. Giá là 4,4 cm, đương khoảng tầm 900 hơn một chút, nhưng mà công tắc thì lại là công tắc ấn và bật như ở Việt Nam mình. Đấy, vẫn hay dục. Đấy, vẫn có chế độ nướng cá, nướng thịt các thứ ấy. Một em ở phía dưới là Rinnai KSR60LG, con này thì giá 5,5 tầm đời xuất 2013, rơi vào tầm 1,2 triệu như đấy. Này trong cũ á, trong người ta vệ sinh không sạch được vì hàng lâu rồi, ngoài còn vẫn rất là mới, người Nhật thì dụng giữ rất là mới, 1,2 triệu như đấy, khá đẹp. Phải xa cho bác nhìn như vậy. Đấy, phía dưới giữa là một em Rinnai KMG562BE, bảy trên bảy tương đương tầm 1,6 triệu vậy nhé. Còn bảo hành 3 tháng, nó đẹp rồi, 115. Bên kia là em Paloma, là 1,1 triệu, khoảng tầm 2,3 triệu. Mã IC N86SH, bảo hành 3 tháng, đấy, rất đẹp. Trước mặt em đây là một con rất là rẻ. Đấy, đây một con rất là rẻ. Paloma IC N36B, giá 6,6 triệu, tương đương 1,3 triệu gì, 1,4 triệu gì đấy. Công tắc này thì nó mấy dòng này có vẻ là công tắc nó rẻ hơn chút, có vẻ thôi, chứ không hẳn là con nào cũng rẻ hơn, nhưng lại có con đắt. À, đây là mấy con ga, thì quay sang con nồi cơm để cho nó đa dạng với yêu cầu của tất cả anh chị. Nồi cơm cháo, cháo, cơm cháo này, Tiger, con này là nồi thường, có cao tần, không có áp suất, đời 2018, 10 này là 1,8 lít nha anh chị nhé, có tương đương khoảng tầm 3,5 triệu, ship về một con nồi 1,8 lít này tương đương tầm 6 cân, thì đối với giá hiện tại rơi tầm 210.000 tùy chỗ đến 230.000. em thì nay đã có tìm được một chỗ người ta đã cước còn 210.000 thôi, 6 cân tương đương khoảng tầm 1,2 triệu, 1,2 triệu 60 gì đấy nhỉ, tiền cước kệ đấy, thì là với 3,5 triệu, cộng với 300 tiền cước bên này tương đương khoảng tầm 5 triệu, 5 triệu tiền hàng và ship vận chuyển đấy. Còn cái nồi này thì đây, em quay lại Tiger GPE B180 mở bên trong ra, nhưng mà chặt em sẽ lôi ra một chút để cho nhìn cái bên trong.
Đây, cái nồi ở trong nó vẫn còn rất là đẹp. À, hầu như là không có xước gì ở xung quanh. Ở đáy thì có một vết xước nhỏ. Đấy. Hai vết. Tiger. Mấy bên này là mấy con này nó bị hỏng gì đấy. Ở đâu không phải hỏng. Con này thì nồi nửa lít à. Con này là không phải con này không thấy ghi đây. Không thấy ghi dung tích ở đây. Dòng này dòng nhỏ nhất thì là không phải nửa lít hoặc không phải 65 lít gì đấy. Ba vạch kìa. Ba vạch không phải 6 lít gì đấy. Thì dung tích thực tế là không phải 65. Ví dụ si là 450.000. Đó này vận chuyển nó tới tầm hơn cân. Nên về Việt Nam chưa đến 1 triệu. Con này. Nhưng mà tiền cước bên này nó cũng rất bằng cái tiền hàng bên của con này luôn rồi. Bên này thì tiếp tục em đi rượu xì. Con này sẽ 1 lít 5 vạch đúng không? Con này thì là nồi thường. Giá là 700.000. Dưới nó có một số cái bóng đèn rồi lò vi sóng. Vi sóng nhiều. Rồi trên này có mấy cái bình nấu nước. Có mấy anh hỏi em bình nấu nước. Bình nước cũ. Đây, bình nước thằng này của Square của Irit Yoyama. Này là 2/2 à, 3 lít. Rẻ quá. 450.000. Nặng này chắc là tầm hơn cân. Về nói chung về mất 700-800.000. À, chưa kể tiền ship bên này. Nó tròn 1 triệu. Mà cái máy bơm ẩn nước thì tự chảy thôi. Bên này thì cũng Tiger VIA. Cũng là 3 lít thì phải. 3 cân 2 ạ. Nặng ấy. Ủa, con này thế phải nặng hơn 2 cân. Con này 3 cân 2 mà. Đời hết 2015 này. Tiger nhá, 2 lít 2. Nhẹ hơn, nó dung tích được ít hơn. Nhưng mà hộp ngoài to hơn, nặng hơn. Giá hơn 2 triệu tí. Chưa ship. Con này cũng 2 lít 2 của không thấy hãng gì đây. Tiger luôn. 2 lít 2. Sản xuất 2010. Và giá của nó là bao nhiêu đây? 1 triệu 1 đắt nhỉ, 1 triệu 2. Còn bên này là cũng là Tiger của Yuri Rusi 4 lít và có giá là 6 sen 6, tương đương khoảng là 1 triệu gần 1 triệu 4. Đấy, cái giá 4 lít và cái cân nặng của nó là không ghi đây. Nhưng mà là có dung tích là 4 lít và sản xuất năm 2018, nặng tầm hơn 2 cân đấy. Đấy, nói chung là hợp lý. Giá vận chuyển nó không có nát, tầm 500.000 thì vận chuyển về Việt Nam. Và khoảng tầm 500.000 Long Quang bên này. Cả ship ở Long Quang. Và giá nó 1 triệu 3, 1 triệu 4 vậy, thì 2 triệu mấy. Ủa, thế về Việt Nam cũng đắt. Ít mắt, sẽ không rẻ. Còn phía này nó có mấy cái máy pha cà phê à. Máy cà phê thì khoảng tầm 550 cái. Trước em quay cái máy hàng mới rồi. Ô tô rồi. Máy pha cà phê. Mấy cái số máy pha cà phê thì bên này có mấy cái nồi áp suất cái thứ nữa. Dưới này thì cũng là con nồi cơm chưa dùng, nồi áp suất. Rồi mấy cái nồi chiên không dầu thì phải. Mấy cái máy ép chậm thì trước ra có mấy cái nhưng mà đây này không thấy. À, đây. Chặt quá. Đây, quay góc bên này thì đống máy giặt, máy hút bụi, máy giặt lò vi sóng. Máy giặt thì dao động tầm tùy loại, Hitachi, rồi Aqua các thứ thì có hết. Giá thì dao động tầm khoảng 1 man trở lên, tầm hơn 2 triệu trở lên.
túi giặt, có cái túi bên này mới giặt thì không biết chưa dùng nhà Việt Nam thì không có cái túi này, không biết giờ đời mới thì thế nào, cái túi này đựng mấy sơ từ quần áo hoặc là giặt sơ ra đây, bụi bặm ra đây, còn lại đấy, đống máy giặt nó hít bụi thì tủ lạnh, quạt này ít rồi. Đấy, thì em xin chấm dứt video tại đây. Em sẽ đi sang bên hàng điện tử, em có loa đài máy tính gì em sẽ quay qua cùng xem. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại video lần sau ạ.